Hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 11 tây tháng 4, 2021. Đây là của Đài Mỹ, họ báo trên biết về top 10 nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ và trên thế giới. Hiện tại ngay bây giờ, số người bị nhiễm COVID-19 trên thế giới có 136.488.864 người. Số người chết về COVID-19 trên thế giới hiện tại ngay bây giờ có 2.945.967 người. Recover là hết bệnh nha, không phải ai nhiễm bệnh đều chết hết, có người hết bệnh hoàn toàn. Ngay bây giờ trên thế giới số người hết bệnh về COVID-19 có 109.704.589 người đã hết bệnh về COVID-19 trên thế giới. Còn đây là của đài họp báo cho mình biết về top 10 nhiễm COVID-19 trên thế giới. Hiện tại ngay bây giờ, USA là đứng đầu về COVID-19 ở trên thế giới. Có 31.878.724 người bị nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ. Số người chết về COVID-19 trên nước Mỹ hổng trài là có 575.628 người. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ vừa qua, tăng thêm 8.728 người bị nhiễm và 33 người chết. India, Ấn Độ ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên thế giới. Có 13.525.364 người bị nhiễm COVID-19 bên Ấn Độ. Số người bị chết bên đó hẩm rài là có 170.209 người. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ vừa qua, Ấn Độ tăng thêm 169.899 người bị nhiễm và 904 người chết. Pháp ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên thế giới. Có 5.058.680 người bị nhiễm COVID-19 bên Pháp. Số người chết bên đó hổm rài là có 98.750 người. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ vừa qua, Pháp tăng thêm 34.895 người bị nhiễm và 176 người chết. Russia, nước Nga ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19. Có 4.641.390 người bị nhiễm COVID-19 bên Nga. Số người chết bên đó hổm rài là có 102.986 người. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ vừa qua, Nga tăng thêm 8.702 người bị nhiễm và 337 người chết. UK ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19. Trên thế giới, nước Anh đó, có 4.369.775 người bị nhiễm COVID-19 bên Anh. Số người chết bên đó hợp trại là có 127.087 người. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ vừa qua, Anh tăng thêm 1.730 người bị nhiễm và 7 người chết. Trước khi ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19. Có 3.849.011 người bị nhiễm COVID-19 bên Turkey. Số người chết bên đó hổm rài là có 33.939 người. Trong vòng 12 tiếng hầu vừa qua, Trớt Kỳ tăng thêm 50.678 người bị nhiễm và 237 người chết. Italy ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên thế giới. Có 3.769.814 người bị nhiễm COVID-19 bên Ý. Số người chết bên đó hổm rài là có 114.254 người. 12 tiếng đồng hồ vừa qua, Ý tăng thêm 15.746 người bị nhiễm và 331 người chết. Germany ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên thế giới. Nước Đức đã có 3.009.541 người bị nhiễm COVID-19 bình Đức. Số người chết bên đó hẩm rài là có 78.964 người. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ vừa qua, Đức tăng thêm 16.738 người bị nhiễm và 106 người chết. Poland ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên thế giới. Có 2.574.631 người bị nhiễm COVID-19 bên Poland. Số người chết bên đó hổm ra là có 58.421 người. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ vừa qua, Poland tăng thêm 21.703 người bị nhiễm và 245 người chết. Mexico, máy tay cơ ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên thế giới. Có 2.278.420 người bị nhiễm COVID-19 bên Mỹ. Số người chết bên đó hổng rài là có 209.212 người. Trong vòng 12 tiếng hồ vừa qua, Mỹ tăng thêm 6.356 người bị nhiễm và 51 người chết. Đó là của đài họ báo cho mình biết về Top 10 nhiễm COVID-19 trên thế giới. Còn đây là của đài họ báo cho mình biết về Top 10 nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ ngày hôm nay. Hiện tại ngay bây giờ có 31.878.724 người bị nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ số người bị chết về COVID-19 trên nước Mỹ hỏng trài là có 575.628 người. Recover là hết bệnh nha, không phải ai nhiễm bệnh đều chết hết, có người hết bệnh hoàn toàn. Hiện tại ngay bây giờ có 24.426.140 người đã hết bệnh về COVID-19 trên nước Mỹ. Còn đây là của đài họ báo cho mình biết về top 10 nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ ngày hôm nay. Pennsylvania ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ. Có 1.077.271 người bị nhiễm COVID-19. Số người chết bên đó hổm rài là có 25.517 người. Trong vòng 6 tiếng đồng hồ vừa qua, Pennsylvania tăng thêm 3.362 người bị nhiễm và 2 người chết. South Carolina ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ. Có 562.691 người bị nhiễm COVID-19 bên South Carolina. Số người chết bên đó hổm rài là có 9.276 người. Trong vòng 6 tiếng đồng hồ vừa qua, tăng thêm 918 người bị nhiễm và 3 người chết. Minnesota ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ có 542.053 người bị nhiễm COVID-19 bên Minnesota. Số người chết bên đó hởm rài là có 7.025 người trong vòng 6 tiếng đồng hồ vừa qua, tăng thêm 1.776 người bị nhiễm và 13 người chết. Maryland ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ có 426.730 người bị nhiễm COVID-19 bên Maryland. Số người chết bên đó hởm rài là có 8.455 người. Trong vòng 6 tiếng đồng hồ vừa qua, tăng thêm 1.483 người bị nhiễm và 11 người chết. Mississippi ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ. Có 307.449 người bị nhiễm COVID-19 bên Mississippi Số người chết bên đó hẩm rài là có 7.096 người. Trong vòng 6 tiếng đồng hồ vừa qua, tăng thêm 117 người bị nhiễm và một người chết. West Virginia ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ. Có 146.169 người bị nhiễm COVID-19 bên West Virginia. Số người chết bên đó hẩm rài là có 2.745 người. Trong vòng 6 tiếng đồng hồ vừa qua, tăng thêm 415 người bị nhiễm và 3 người chết. Đó là của đài họ báo cho mình biết về top 10 nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ ngày hôm nay.